Đó thì đây là quá trình di chuyển ra xe combo là SH 1500 Pro cho anh Thọ ở bên quận Hoàng Mai. Và trên xe em đang có một bộ lửa để đi lắp những đôi KI 512. Những đôi KI 512 giá cũng khá là bình dân. Và những con đẩy liên vang DCX7. Ở trong nhà thì hiện tại bên đang có một đoàn khách lấy một combo loa G4000 đẩy D5S. Hiện nay đẩy D5S đang vượt trội hơn về công nghệ. Rất nhiều các bác và anh em đã tính toán và cân đối, cố gắng lấy lên con D50S hợp lý và chênh nhau một chút xíu nhưng sở hữu công nghệ hoàn toàn mới. Đôi loa SH1500 Pro đây các bác. Các bác nào mà cuối năm nay đã muốn sắm bộ dàn mà chưa có địa chỉ nào tin tưởng thì hãy đến với JK Audio để được tư vấn cũng như chia sẻ về những cái cách chơi loa. Đó, rất là nhiều. Nói chung là mỗi một lần bên em là ghép những đơn, một đơn, hai đơn, ba đơn trên một xe thì bao giờ cũng rất là đầy. Và đội ngũ của JK Audio cũng đến trực tiếp nhà anh Thọ ở bên quận Hoàng Mai. Anh lấy một combo loa SH1500 Pro và một con đẩy liền vang SH9400 Pro. Và đây là mẫu loa cây thế hệ mới của hãng Wewood. Vừa người nhà vừa hát karaoke rất là ngọt ngào. Và bên em cũng đang căn chỉnh bằng phần mềm hỗ trợ xử lý nhạc chi tiết trên con đẩy liền vang SH9400 Pro. Với sự kết hợp hoàn hảo của hãng Wewood thì chúng ta có thể trải nghiệm được chất nhạc cực kỳ tinh tế những ngày cuối năm như thế này, sum họp bên gia đình. Và bên em căn chỉnh rất là cẩn thận tại nhà khách hàng để làm sao phù hợp với không gian gia đình. Và anh Thọ anh đang kiểm tra nốt những thiết bị còn lại. Chúng ta có thể vui lòng đeo tai nghe để cảm nhận chất nhạc cũng như hát một đoạn nhạc karaoke trên combo của anh Thọ loại SH 1500 Pro bằng thùng xốp rất là chắc chắn. Hãng Wewood hiện nay đang là hãng công nghệ đứng đầu bảng về phân tách chất nhạc để hát karaoke trên đôi loa cây thế hệ mới. Và các bác nào mà ở quận Hoàng Mai có nhu cầu thì hãy liên hệ cho bên em để được hỗ trợ lấy một bộ combo giống anh Thọ với quận Hoàng Mai nhé. Và các bác vui lòng đeo tai nghe. Tôi hiểu rồi, sau đây là một vài video. Acebook Kids dạng gói dễ dùng, vị cam dễ uống. Acebook Kids với acetin zetein giúp tiêu đàm dễ dàng. Acebook Kids tiêu đàm hiệu quả, chống chỉ định Acebook Kids cho trường hợp phenylcetone nhiều, tiền sử hen, tăng cảm với acetin zetein trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu mong người yêu bồi bàn,
em đừng cần những thứ cao xa. Nếu sau đây họ xa đi vội vàng, anh vẫn chờ em dấu luôn mà. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng anh có bao.